Trao đổi với phóng viên chuyển động 24 giờ, lãnh đạo Trung tâm An ninh Hàng không sân bay nội bài cho biết đã bàn giao Đinh Văn Trung, 26 tuổi, quê ở Sóc Sơn, Hà Nội, là tài xế một hãng taxi cho đồn công an sân bay nội bài điều tra vì đã tông xe ô tô vào một nhân viên an ninh hàng không khi bị kiểm tra. Trước đó vào chiều ngày hôm qua ngày mùng 5 tháng 5 tại nhà ga hành khách T2 sân bay quốc tế Nội Bài, anh Đoàn Minh Nam, nhân viên đội kiểm soát sân đỗ ô tô, phát hiện taxi đi lên luồng giao thông số 2 đón khách sai quy định. Khu vực này có biển cấm taxi đón khách, anh Nam đã nhắc nhở thế nhưng tài xế taxi không chấp hành và có lời lẽ xúc phạm. Trong lúc tranh cãi, tài xế đã đâm thẳng xe vào người, buộc nạn nhân phải nhảy lên capo, tay bám vào cần gạt nước. Taxi bỏ chạy ra cổng soát vé cách đó khoảng 500m, đâm bật barrier lao ra ngoài. Anh Nam sau đó nhảy xuống đường và may mắn chỉ bị thương nhẹ.